quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Vinh Quang Buồn Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Buồn Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý khách hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817848111. Xin chân thành cảm ơn. Một xin chân thành cảm ơn.
dầu. Và để quý vị tân khách không phải đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng hướng sự chú ý của mình lên sân khấu này để cùng hân hoan chào đón sự hiện diện của chú rể Đăng Vĩ, cô dâu Hương Thơm cùng đại diện hai bên gia đình chúng tôi. Âm nhạc bắt đầu. Kính thưa cô dì, chú bác, bạn bè lan lứ của hai cháu, kính thưa quan viên phố nọ, kính thưa đại diện cho toàn thể phái đoàn nhà trai, đã bước chút thời gian, tuy rằng trời mưa nhưng họ nhà trai đã bước chút thời gian đến dự vui cùng gia đình bên họ nhà gái làm lễ vu quy. Hôm nay cho phép tôi thay mặt họ nhà gái xin kính chúc tất cả quý vị, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ của hai cháu một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, bạn bè của các cháu cũng như của hai họ bốn bên, được sự qua sự tìm hiểu của các cháu suốt một thời gian rất là dài từ tiểu học cho đến đại học, đến nay các cháu đã lên vợ thành chồng và được sự quan tâm bàn bạc thống nhất của hai gia đình cũng như hai họ. Hôm nay gia đình nhà gái tổ chức lễ vu quy cho cháu Hương Thơm và Đăng Vĩ. Vậy gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn tất cả các cụ, công các bà đã bớt chút thời gian, tuy rằng trời mưa đường xá xa xôi trơn trượt, nhưng vì quý vị đã đồng hành và động viên các cháu đã đến đông đủ để chúc phúc cho đôi bạn trẻ và mừng cho hai gia đình một ngày vui vẻ. Cuối cùng tôi xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các vị tân khách trong hội trường có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và quan tâm giúp đỡ tất cả các cháu trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin cảm ơn gia đình chúng tôi trong lễ kết tình thông gia. Và sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị tân khách chúng ta cũng sẽ cùng hướng lên sân khấu để cùng nhau chứng kiến giây phút trọng đại nhất của hai cháu Đăng Vĩ cùng Hương Thơm. Thưa quý vị, hôn nhân là điều tuyệt vời nhất của cuộc sống và đó chính là lời hứa cao nhất trong tình yêu, khi cả hai họ chợt nhận ra rằng không thể thiếu đi một nửa của mình và sẽ cùng làm cho cuộc sống này tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Sau đây ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện gia đình nhà gái sẽ trao tặng quà chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu, cho chú rể. Đây là những món quà đặc biệt ý nghĩa để chúc mừng hạnh phúc cho các con. Mời tất cả quý vị tân khách chúng ta hãy chuẩn bị rót ra ly của mình những ly rượu hồng để chung vui, để chúc mừng cho buổi lễ. Sẽ lên sân khấu tặng quà chúc mừng hạnh phúc. Chúc mừng hạnh phúc các con. Tất cả mọi người chúng ta đang dành cho cô dâu và chú rể thì đó chính là những món quà tuyệt vời nhất để chúng ta chúc mừng cho hạnh phúc của các cháu Hương Thơm, Đăng Vĩ trong ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình của toàn thể quý vị đã dành thời gian trở về với hôn trường của gia đình chúng tôi để chung vui, để chúc mừng hạnh phúc cho các cháu. Và lúc này giây phút tuyệt vời cảm động nhất đó là bà nội của cô dâu Hương Thơm đang trao món quà ý nghĩa đặc biệt nhất để chúc mừng hạnh phúc cho cháu nội của mình. Trân trọng cảm ơn tình cảm và
món quà ý nghĩa của bà đã dành cho các cháu. Trường tồn cùng thời gian. Sau đây chú rể Đăng Vĩ sẽ trao kỷ vật của ngày hôn lễ hôm nay cho cô dâu Hương Thơm trước sự chứng kiến của đại diện hai bên gia đình cùng toàn thể quý vị.
xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và ủng hộ kênh. Rất mong Camera Lò Anh Nhàn lại tiếp tục có cơ hội quay phim chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời của quý khách hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm, vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.